Thưa quý vị, tại huyện Tân Trụ, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đến huyện Tân Trụ thăm hỏi và trao tặng 200 phần quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện. Mỗi gia đình được tặng 500.000 đồng tiền mặt, tổng giá trị đợt tặng quà là 100 triệu đồng do lãnh đạo tỉnh vận động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank tài trợ. Phát biểu tại lễ trao quà, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An Nguyễn Hồng Mai chia sẻ, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm kêu gọi sự chung tay của các tổ chức cá nhân mạnh thường quân cùng góp sức có những phần quà hỗ trợ cho người dân cùng vui xuân đón Tết. Năm nay, VPBank trao tặng quà cho hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 15 đơn vị cấp huyện trong tỉnh. Mỗi phần quà là tình cảm, sự chia sẻ gửi đến người dân với mong muốn các gia đình đón Tết cổ truyền thật hạnh phúc, đầm ấm.